Thưa quý chị, đam mê và yêu thích sô-cô-la từ nhỏ, cô gái trẻ 29 tuổi ở quận Ninh Kiều đã mạnh dạn thực hiện ý tưởng không gian cà phê sô-cô-la như là trải nghiệm làm sô-cô-la và hòa mình cảm nhận không gian sô-cô-la máy chiếu ảo diệu. Và chính sự khác biệt của lối đi mới này đã tạo nên điều thú vị, thu hút nhiều bạn trẻ hiếu kỳ tìm đến trải nghiệm. Và ngay bây giờ thì Quốc Vy và Quang Duy xin giới thiệu cùng quý vị địa điểm lý thú này. Tiên đơn ngàn năm, gia đình ông chàng, chiếc giày lọ lem là những sản phẩm sô-cô-la độc đáo tại Mita Cafe, đường Hồ Tùng Mậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Đặc biệt, thực khách còn được trải nghiệm không gian máy chiếu ảo diệu khi thưởng thức sô-cô-la tại đây. Hình ảnh theo từng chủ đề về tình yêu, gia đình, phong cảnh thiên nhiên được hiện lên ấn tượng. Có không gian mà phòng riêng biệt và có máy chiếu, một cái cảnh rất là đẹp, rất là lãng mạn như vậy. Và thưởng thức những cái sô-cô-la thì cái vị rất là ngon và lạ. Cái trải nghiệm của mình nó thú vị hơn rất là nhiều so với là mình ăn sô-cô-la ở bên ngoài. Thì rất là ấm cúng, rất là lãng mạn. Và em thích nhất là không gian trong phòng. Thì nó khác biệt so với tụ họp bạn bè ở đây. Rồi hãy cùng nhau trò chuyện với một không gian ấm cúng như thế này. Mita Coffee là ý tưởng khởi nghiệp của chị Mỹ Linh. Chị Linh là giảng viên ngoại ngữ của trường Đại học Nam Cần Thơ. Sau bao năm ấp ủ, chị đã hiện thực hóa ước mơ hình thành quán cà phê và sô-cô-la lãng mạn này. Vì hồi nhỏ rất là mê đồ ngọt và ấp ủ đến lớn là muốn tạo ra những cái sản phẩm kẹo hoặc là những cái sản phẩm sô-cô-la. Em mong muốn là mọi người và thực khách có thể có được một cái cảm xúc lạ khi tất cả cái ánh sáng không còn nữa, chỉ còn một cái nguồn sáng từ máy chiếu chiếu vào, thì lúc đó là mình sẽ tập trung vào sản phẩm và người đối diện, lúc đó cảm xúc của mình hòa vào những cái cảnh trên máy chiếu ạ. Rất nhiều sản phẩm độc đáo từ sô-cô-la được chị Linh sáng tạo như thức uống sô-cô-la, sô-cô-la đóng hộp làm quà tặng. Ở đây sản phẩm có sẵn theo ý tưởng của chủ quán và làm theo yêu cầu của khách hàng. Mở cửa hoạt động từ 18 giờ đến 22 giờ tối. Ngoài không gian máy chiếu ấn tượng thì tại đây còn có không gian cho thực khách trải nghiệm làm sô-cô-la. Mỗi viên sô-cô-la như một sản phẩm nghệ thuật mà thực khách tự tay tạo tác theo sở thích của riêng mình. Thấy rất là độc đáo, rất là giải trí. Mỗi khi mà cuối tuần tem sau một tuần học mệt mỏi thì tem có thể lại đây để làm những cái sô-cô-la rồi sau đó tem có thể đem về nhà nữa. Mới đi vào hoạt động thời gian ngắn nhưng mô hình khác biệt của chị Linh đã thu hút nhiều người tìm đến với mong muốn mang đến cho thực khách không gian quyền diệu, lãng mạn khi thưởng thức những món sô-cô-la ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu.